Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Rất vui gặp lại quý anh chị khách hàng ở kênh của Nam. Thì hôm nay là bước sang tuần thứ hai của tháng 6 2024 rồi. Video này Nam sẽ báo giá tất cả các màu xe Grand Pha 2024 có ở cửa hàng bên Nam. Anh chị nào quan tâm thì cùng tham khảo nha. Rồi thì hiện tại Grand Pha bên Nam đang có sẵn phiên bản tiêu chuẩn là có màu trắng thì màu đỏ nè anh chị. Phiên bản đặc biệt thì có màu đen sơn nhám nè. Phiên bản cổ điển thì có màu xám trắng với lại màu vàng. Màu vàng thì Nam đang trưng bên dưới showroom nhưng mà xe có sẵn nha anh chị. Đó, thì nói chung thì qua Alpha này thì khá là quen thuộc rồi. Nam cũng không biết chia sẻ với anh chị cái gì nữa. Thì chủ yếu là nhắc lại một số thông tin cơ bản, quay cho anh chị xem màu và sau đó sẽ cập nhật con giá ha. Thì tất cả những dòng xe qua Alpha 2024 hiện nay đều sử dụng chung khối động cơ là 110 phân khối nha anh chị. Duy nhất một khối động cơ thôi là 110 phân khối. Và sử dụng bộ chế quả khí hay gọi là bình xăng con nha. Lưu ý là Grand Pha không có phun xăng điện tử FE nha, không có nha anh chị, nó là bình xăng con nha. Và tất cả những dòng xe Grand Pha hiện nay đều là sử dụng là bánh căm thắng đùm, bánh trước bánh sau giống nhau ha, đều là bánh căm thắng đùm như này hết, không có thắng đĩa cũng không có bánh mâm luôn nha. Anh chị đi mua Grand Pha mà mua thắng đĩa hoặc là bánh mâm thì chắc chắn 100% xe đó đã làm lại rồi nha, còn nguyên zin của nhà sản xuất thì nó chỉ có như thế này thôi. Đó. Thì tất cả đèn trên xe đều là đèn halogen hết nha, đèn nào cũng là halogen, đèn pha, đèn xi nhan, đèn hậu cũng vậy, và phá vẫn là phá cơ nha anh chị. Mở yên thì chúng ta ghim ra phía sau nè mới mở yên được. Đây, phá là phá cơ nha. Nhắm dở cốp cho anh chị xem. Nói chung mấy cốp xe này thì không có để được mũ bảo hiểm nha, chỉ để được một số vật dụng cơ bản, ví dụ như bóp tiền, bao tay, mắt kính, khẩu trang rồi thôi. Đó, bình xăng thì đặt yên, bình xăng có dung tích là chứa được 3,7 lít xăng nha anh chị. Rồi, đây là màu đỏ bản tiêu chuẩn nè anh chị, màu đỏ với màu trắng ha. Đỏ là đỏ tươi nha, không có đỏ đậm nha anh chị, một màu đỏ duy nhất thôi. Trắng cũng vậy. Đỏ trắng, đây là hai màu của phiên bản tiêu chuẩn nha. Ngoài ra bản tiêu chuẩn thì có thêm màu xanh đen nữa. Rồi, thì cụ thể ngày hôm nay là ngày 9 tây tháng 6 2024 rồi. Grand Pha 2024 màu trắng và màu đỏ này bên Nam đang bán ra với mức giá là 19 triệu 300 ngàn nha. 19 triệu 300 ngàn, màu trắng màu đỏ nha. Rồi, tiếp theo đó là phiên bản đặc biệt có một màu duy nhất là màu đen nhám nha anh chị. Grand Pha hiện nay thì không còn sản xuất màu đen sơn bóng nữa nha. Anh chị mua màu đen thì bắt buộc đây là màu nhám. Đối với dòng xe mới nha anh chị. 2024. Phục đen hết nha. Chỉ có bản cổ điển là phục màu bạc thôi. Đây, đây là phía sau nè anh chị. Đó, tem xe nè. Con màu đen này thì nhìn khá là ngầu ha, mọi cá tính luôn. Anh chị nào thích màu đen mua con này là hết bài luôn đó. Thì Grand Pha bản đặc biệt cái màu đen nhám này bên em đang bán ra mức giá là 19 triệu 800 ngàn nha, cao hơn 500 so với bản tiêu chuẩn nha. Và cuối cùng đó là bản cổ điển, nó có hai màu, màu này là màu xám trắng và cái màu vàng trắng, đây là màu xám trắng nè anh chị, hay còn gọi là xám xi măng đó. Màu này biệt danh khách hàng hay gọi là xám xi măng đó. Cái phần trước là nó là màu xám ha, mỏ dề rồi nè, còn hai cánh bửng hai bên nó là màu trắng nha anh chị. Đây làm sao quay phía sau cho anh chị thấy nè. Đây. Cánh bửng ngoài và cánh bửng trong nó là màu trắng luôn. Còn cái phần mặt nạ trước, nắp tay lái, mỏ dè dưới ốp sườn, hai cái ốp sườn hai bên nó là màu xám nha. Đây tem nè anh chị. Màu này cũng được rất là nhiều anh chị khách hàng quan tâm lựa chọn nè. Còn đây là màu vàng nè anh chị. Màu vàng thì Nam đang có sẵn trên dưới showroom ha. Nói chung thì nó chỉ khác cái màu thôi. Rồi, hiện tại Grand Pha màu vàng và màu xám trắng này bên Nam đang bán ra mức giá là 20 triệu 300 ngàn nha. 20 triệu 300 ngàn. Giá xe đã bao gồm VT hết rồi nha anh chị, nhưng mà chưa bao gồm biển số nha. Những anh chị nào ngoài tỉnh mua xe này thì Nam giao xe, giao hồ sơ gốc về anh chị đăng ký biển số giúp Nam nha. Còn những anh chị nào mà trong khu vực tỉnh Đồng Tháp mua xe bên cửa hàng Nam và đăng ký thuộc về các huyện nằm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp thì giá này Nam bao anh chị ra tới biển số cầm trên tay nha, không phát sinh thêm tiền. Giá xe được báo vào ngày 9 tây tháng 6 2024 nha anh chị. Thì nói chung anh chị nào quan tâm về xe, về giá thì cứ liên hệ Nam. Thông tin liên hệ Nam sẽ để bên dưới phần mô tả video ha. Cửa hàng bên Nam là Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên Nam là ở khu vực thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha. Còn nếu mà trả góp thì xe này anh chị đưa trước số tiền tối thiểu tầm khoảng 5 triệu đủ thể lên hồ sơ trả góp được nha anh chị. 5 triệu nha. Thủ tục thì cần căn cước công dân, bản gốc đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu nha anh chị. Bị nợ xấu thì bên Nam cũng không hỗ trợ được nha. Còn anh chị trả trước 30% tổng giá trị xe lăn bánh trở lên thì sẽ nhận luôn cà vẹt gốc giống như là mua tiền mặt nha. Còn dưới 30% thì chúng ta sẽ nhận cà vẹt photo công chứng vẫn lưu thông hợp lệ nha anh chị. Một số anh chị nói là bên em có chương trình mua trả góp mà không đưa tiền trước, không, là bên em không có chương trình đó nha. Phải đưa trước ít nhất tầm khoảng là 5 triệu là có thể lên hồ sơ trả góp được, còn ít hơn thì có thể là khó lên nha anh chị.
Thì nói chung anh chị nào quan tâm về giá xe, về trả góp á, thì cứ liên hệ Nam đi, thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả đó. Còn không á, thì anh chị cứ comment cái số điện thoại của anh chị bên dưới phần bình luận á, Nam sẽ chủ động điện lại tư vấn cho anh chị kỹ hơn nha. Đó, tất cả cái yếm trong 2024 đều là màu đen hết nha anh chị, xe màu trắng, màu đỏ gì yếm cũng màu đen hết nè, chỉ có duy nhất các bạn cổ điển là cái yếm trong nó màu trắng thôi, còn lại là yếm màu đen hết nha. Còn anh chị muốn mua cái yếm màu bạc á, đó là mẫu 23, chỗ nào tồn kho thì còn thôi, chứ hiện tại là 23 là không còn sản xuất nữa. Mặc dù 23 với 24 nó chỉ khác nhau về cái nước sơn thôi. Đó, dù thay vì cái phuộc nó sơn màu bạc thì giờ nó sơn là đen thôi, chứ không về xe không có gì khác biệt nha anh chị. Đó, hiện tại thì xe bên em có sẵn giao ngay hết nha. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu đây anh chị. Tất cả các phiên bản các bào mức tiêu hao nhiên liệu giống nhau ha, tại vì nó máy nó giống nhau, 1,72 lít trên 100 km. Nó chỉ khác biệt về cái cách đặt tên của nhà máy và cái màu sơn ở bên ngoài thôi, chứ thực chất đây chỉ có một chiếc xe thôi, sơn nhiều màu đặt nhiều cái tên khác nhau để cho khách hàng đa dạng sự lựa chọn thôi anh chị, chiếc xe thì không có gì khác biệt nha. Đó, hiện tại nè, xám xi măng nè, đen nhám nè, đỏ nè, trắng nè. Đó, anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ nè. Có nhiều anh chị khách hàng nói vui là xe này chẳng có gì để hư hết, mà thật sự xe này anh chị chỉ cần bảo dưỡng định kỳ nè, thay nhớt định kỳ thì cái độ bền nó rất là cao nha anh chị. Đặc biệt là những anh chị nào mà muốn mua cho mình chiếc xe để làm cái phương tiện đi lại đơn giản nè, hoặc là mua cho ba mẹ mình chiếc xe để đi chợ, đi đám nè, đi lanh quanh nhà nè, hoặc là mua chiếc xe để làm một cần câu cơm, ví dụ như là giao hàng, chạy ráp chẳng hạn, và những bạn học sinh sinh viên mà bước vào giảng đường đại học đó, thì đây là mẫu xe đáng để cân nhắc và quan tâm nha anh chị, tại vì cái độ bền nó khá là cao. Rồi thì đó là tất cả thông tin về dòng xe này Nam muốn chia sẻ với anh chị ha, anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về xe nhé. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về xe, về giá để cho anh chị nào quan tâm về những dòng xe của nhà Honda thì chúng ta sẽ dễ tham khảo hơn. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.